Đấy, thì đây là một chiếc đầu của dòng U680. U680 in là tháo thì các bác. Thì cái dòng mic này đây là dòng mic cao cấp, chính vì vậy nó sẽ sử dụng dòng mạch tím các bác nhá. Vĩ tím luôn. Đấy, dùng mạch vĩ tím của BBS các bác nhá. À, thì em nói thẳng các bác á, như em nói các bác rồi. Tất cả cho BBS họ đều giống nhau thôi. Em nói thật, em nói thật cho các bác, bác nào tin em là tin. BBS hầu như nó sẽ giống nhau thôi. À, vị đỏ, vị trắng, vị gì đó em không quan tâm, thực sự là vậy. Nhưng cái dòng vị tím là thực sự nó là đồ sốt gì đó, hầu như ai cũng trách nhau mua, và chính vì vậy những cái dòng vị tím này hầu như luôn luôn giá nó cao hơn. Em không biết vì sao nó cao hơn mà vì em mua vào nó cũng cao hơn. Đấy. Ai cũng vậy, người ta thích vị tím mà vì người ta bảo là vị tím là vị cao cấp thì em cũng không nói luôn. Nó chẳng biết có cao hơn đâu. Em nghe cũng thế thôi. Đấy, còn thì các bác thì đấy, em bán lần này là bán vị tím này các bác nhé. Thì những bác thích vị tím này em sẽ nói các bác, đây, đây là vị tím đây. Cái vị mà các bác tôn sùng đây, lần này em sẽ bán các bác luôn toàn bộ vị tím. Đấy. À, còn một điều. Đây là dòng mic 6 số các bác nha. Đây là dòng mic 6 số. À, 6 số, em nói 6 số. Nhưng em cũng nói luôn. À, nhiều người bảo là 6 số hay 3 số không? Hay hơn 3 số đúng không ạ? Và tranh nhau đi mua 6 số thì em nói luôn. Lần hôm nay em bán 6 số cho các bác nha. Nhưng em nói luôn cho các bác biết, nó không hay hơn 3 số đâu. Đấy. 6 số hay 3 số nó giống y chang nhau, nó không khác một cái tích gì cả. Đấy, nó không khác một cái gì hết. Đấy, nên là đừng có quảng cáo là 6 số mất tiền hơn. Đây em bán 6 số này. Hôm nay em bán 6 số này, nhưng mà em dám khẳng định các bác là cái này không hay hơn 3 số đâu. Đấy. Nó không hay hơn một chút nào 3 số đâu nha. Bác nào thích thì cứ bảo mua được cái mua, em bán 6 số các bác nghe. 3 số em cũng bán. Đấy, còn bác nào muốn biết vì sao được gọi là 3 số, vì sao được gọi là 6 số thì các bác vui lòng vào YouTube đấy. Các bác gõ cái cụm từ tìm kiếm đó là giống và khác nhau giữa mic BBS 3 số và 6 số và nó sẽ hiện ra ngay một clip mà em đã nói, em đã giải thích cho các bác hiểu. Đó là một cái gì đó rất là khó chịu ở một số người bán hàng không trung thực. Người ta luôn luôn người ta khuếch đại lên ở 6 số là một cái gì thiên thần, một cái gì đó nó hoàn toàn mới khác hoàn toàn. Rằng 6 số là đời sau, 3 số đời trước, 6 số được tự ngắt, 3 số không được ngắt, tất cả đều nói láo hết các bác nhá. Em khẳng định nói láo hết. Em là người bán hàng đây, em nói thẳng, ông nào bảo là muốn cãi vào đây nói láo hết, không có gì thật đâu. Hôm nay em bán 6 số các bác đây, tất cả đây gần 70 bộ, gần 100 bộ em bán các bác đây là 6 số hết. Nhưng em khẳng định các bác 6 số nó cũng như 3 số thôi. Nó chỉ khác nhau ở một điểm. Một cái điểm đó là họ dùng kênh và họ dùng tần số, thế thôi. Còn bác nào biết tần số về kênh này thì như thế nào, các bác vui lòng vào cái kênh YouTube của em. Hay là lên YouTube các bác gõ cái từ tìm kiếm là giống và khác nhau giữa mic BBS 3 số và 6 số, nó sẽ hiện ra cái clip của em làm cho các bác xem. Các bác xem này các bác sẽ hiểu vì sao nó lại khác nhau. Đấy. Còn cái dòng mic này các bác nha. Đây. Nó sẽ sử dụng cho chúng ta hai cụm cao nông và một khẩu 6 ly các bác tích hợp nha, và anten là trên là anten dài. Anten dài các bác sẽ bắt dài được. À, sử dụng nguồn 12V. À xin lỗi, sử dụng nguồn 8V. Tất cả dòng cái dòng mic U1680 này nó sẽ sử dụng nguồn 6V à 8V. Một cái nguồn rất là hiếm. Nó cực kỳ hiếm luôn. Rất là khó mua chứ không phải dễ đâu. Đây em nói thật. Cái dòng này nguồn 12V là rất là dễ mua, hầu như ở đâu cũng có, nhưng mà 8V là cũng phải có vấn đề đấy. Khó mua đấy. Đấy, em nói thật các bác luôn, không phải như là giấu giếm đâu. Em bán hàng nhưng mà có gì em nói thật. Chứ còn cái nguồn cái dòng này, em thật các bác là dòng này. Tay mic này bắt được với U4500, bắt được với thằng Q5000, U1680 bắt được với thằng Q5000 kia, cái dãy kia. Và cái thằng U1680 này nó bắt qua được U4500. Và U4500 đã bắt qua được K300. Thế vì sao nó lại ra nhiều mẫu đen vậy? Mà sao giá cả lại khác nhau? Đúng không ạ? Sao lại khác nhau? Thì em nói các bác, BBS nó giống như Honda đấy, nó giống như cái hãng Honda đấy. Cứ mỗi năm họ ra một cái mẫu, đôi khi Honda RSX mai sang năm dán cái tiền thành không làm model 2019, sang năm nữa họ dán cái tiền để căn mới thành 2020 và giá lại tăng thêm một chút. Thì đây BBS nó cũng thế, BBS cũng thế thôi, không khác đâu. Họ cũng cùng một cái giọt cùng một cái tay, nhưng nó ra hàng chục model luôn, chục model luôn. Nào là U1680 này, nào là U5Q5000 này, nào là U4500 này, nào là U4520, nào là U45GS này. Đấy, nó lại khác nhau ở cái chỗ là mỗi năm nó thêm một cái tên, giống như cái xe Future, cái xe này thanh niên hay đi nhiều là Exciter đấy. Đấy, Exciter. À, cái bản cuối cùng họ ghi là không còn cái gì ra, hết cái tên đặt rồi thì họ sẽ đặt cái tên là GAP
GP đúng không ạ? Đấy, thì cái này cũng vậy. Sau khi không còn gì nữa, sợ cái đoạn bạn cuối cùng họ ghi ra là GS. Đấy, GS. Và cái vậy cái GS nó có khác cái dòng không GS chỗ nào đâu. Các bác nhớ nhá. GS hay không GS, các bác đều dùng tay của thằng không GS bắt qua được, đều như nhau. Đấy. Nó chỉ là đời sau, đời GS là cái đời sau cùng, nó thật đó là đời sau cùng đúng đấy. Những người khác mới là đúng. Nó cái đời sau cùng, bởi vì nó là nó hết tên đặt rồi. Nó phải đến cái đời GS là hết rồi, là chấm hết. Đấy. Thì tất cả những đời GS nó sẽ là đời sau cùng thì nó sẽ mới nhất. Thì chính như vậy khi các bác mua những cái bản nào mà U41680 GS thì nó sẽ là mới, nhìn nó đang đẹp mà đúng rồi đấy. Bởi vì nó là đời sau cùng. Bởi vì họ sản xuất sau thì nó sẽ mới. Chứ còn bảo là nó hay hơn hay không, thực sự em hát BBS rất nhiều khủng khiếp mà bán cũng nhiều khủng khiếp luôn. Nhưng em chẳng thấy cái nào nó bảo là hay hơn, trội hơn đâu. Hầu như nó na ná như nhau hết. Và tất cả các bộ mạch này hầu như gần như nhau hết mà. Đấy. Thì các bác cái con tiệm của các bác thế này lại đi mua mic. Các bác thích kiểu dáng nào các bác mua cái kiểu dáng đó. Nói thẳng vậy thôi. Và có quan trọng cái thứ hai đó là cái dòng côn. BBS chỉ có một cái ta phân biệt được hai dòng côn. Một là cái dòng côn nhựa này. Dòng côn nhựa này. Đấy. Và cái dòng côn trắng cam và dòng côn trắng đen bọc vải. Thì đó ba dòng côn này là ba dòng côn đời cao cấp nhất của BBS các bác nhá. Ba đời côn cao cấp nhất của BBS và nó sẽ là hay nhất. Đấy. Còn những dòng côn trắng, những dòng côn đen hoặc là những côn đen cổ đen, côn đen cổ xám gì đó thì nó là những đời côn đời thấp. Thấp của BBS. Thì nó sẽ là dễ tiền hơn. Nó dễ tiền hơn. Đấy các bác nhá. Còn chúng ta cứ thấy dòng mic nào dùng những đời côn này hoặc côn trắng đen, côn trắng cam thì đó là những đời côn cao cấp, côn hoặc là côn trắng vàng, đó là những đời côn cao cấp của BBS thì nó rất là hay, ok, yên tâm. Còn bây giờ họ ra những đời mới hơn, thử rất là nhiều màu, không nó nhiều côn là những đời bây giờ thì rất là nhiều loại côn. Đến những côn em không phát hiện ra luôn thì chúng ta đó là chúng ta sẽ dần dần khám phá dần. Còn chúng ta cũng đừng quan tâm ở cái mức độ gì đó. Thì cái dòng côn này em thích cái dòng em nó thẳng luôn, em xong cái lô này em sẽ mở bán cho bác cái lô U4500 và lô K300 nữa. Nhưng cái lô thì em không thích đâu. Em không thích hai cái lô đó. Hai cái lô đó nó có dùng vỉ y chang vỉ này. Nhưng mà họ dùng vỉ đỏ. Vỉ đỏ. Cái vỉ đỏ này vỉ tím này em không phân biệt đâu. Nhưng cái em không thích ở đó, em thích ở cái khay pin của họ. Cái khay pin. Mà nhiều người thích cái khay pin đó mà em hoàn toàn không thích cái khay pin của thằng U4500. Không thích một chút nào cả. Nó rất là nhanh hỏng cái cửa pin đấy. Rất là nhanh lại gãy. Cái ngàm và đặc biệt là rất là phức tạp, dùng bực mình lắm, nó không hay ho đâu, không phải là tiện đâu. Các bác sao không mua một cái sạc dài nó không tiện hơn à? Tại sao phải dùng đấy cái đó? Nó đâu có hơn cái gì đâu. Đấy. Em bán nhưng mà em nói thẳng, em mà bán nhiều người cứ thích thì em bán thôi. Chứ nó thật mà nó phức tạp đó, không có như các bác mơ tưởng đâu, nó không như các bác tưởng tượng đâu, nó không hoàn hảo đến cái mức như các bác tưởng tượng đâu. Dùng không có sướng đến mức độ như vậy đâu. Các bác dùng đấy thì các bác biết nó ghét chỗ nào. Có đảm bảo có những người sẽ mua những dòng U4500 cả đời không bao giờ sạc được một lần ở đó, em khẳng định luôn đấy. Còn các bác thích thì các bác sẽ cứ lấy, em sẽ vẫn bán kể cả K300 các bác nha. K300 mà bán sau cái dòng U4500 đấy. Đấy thì lần này em nói luôn là cái lần này em bán thì các bác là hơn 70 bộ mà tất cả đây được tốt lại hết, đẹp như mới cho các bác luôn, các bác chỉ về dùng thôi. Đấy thì em nói luôn ở trong cái lô này tất cả độ nhảy em sẽ chỉnh ở cái mức độ trung bình thấp. Bởi vì sao em đã rất là mệt ở những một số bác rồi, đó là chúng ta dùng âm ly ấy, thì những nhiều người là ta muốn hát nhẹ thì em thường em sẽ chỉnh nhẹ một chút, nhưng mà em không thể có thời gian em chỉnh từng người một được mà em sẽ chỉnh chung. Chính vì vậy khi các bác về những bác dùng âm ly thì nó rất là hú, bởi vì nó nhẹ mà hát nhẹ các bác không biết chỉnh thì bác sẽ hú. Còn những dùng bác vòng số là hát rất là phê đấy. Nhưng đó là cái điểm rất là phức tạp. Để những người hú đã bảo ớ cái mic này sao mà hú tôi không lấy nữa, rất là mệt. Chính vì vậy em sẽ để độ nhạy ở mức độ trung bình thấp. Đó là cái mức độ cấu hình chuẩn của BBS họ cài. Vậy em không hề đụng vào. Đấy. Còn bác nào muốn nhẹ hơn thì các bác vui lòng nhìn đây. Các bác nhìn đây. Đây là cái hộp của BBS mà tháo ra các bác đây. Cái hộp này cái độ chỉnh độ nhạy sẽ khác nha. Nó lệch, nó không giống các hộp loại khác đâu. Chính vì vậy những bác nào mà thấy là mic hát nặng á thì các bác vui lòng chỉnh cho nó nhẹ lên ở chỗ độ nhảy. Chỉnh ở đâu thì đây các bác nhìn đây, rồi các bác xem luôn. Đây đây sẽ là vế kênh A chẳng hạn, em mặc định là kênh A và đây là kênh B. Các bác muốn chỉnh cái tay A nhẹ lên thì các bác chỉnh cái kiếp áp này. Đấy, đây kiếp áp này các bác lấy một cái tô vít thật là nhỏ các bác vặn ở đây lên. Đấy, vặn ở đây lên thì nó sẽ nhẹ.
lưu ý vặn đến mức độ vừa phải, đừng cố gắng vặn cho nhiều vào, nó hú chết luôn đấy. Nó nhẹ bao nhiêu nó sẽ giải hú bấy nhiêu. Và cái chip áp bên đây là chỉnh độ nhạy của mic bên đây. Đấy các bác nhá. Còn hoàn toàn các chỗ khác các bác đừng đụng vào, đừng đụng vào những cái chỗ khác cho em. Nếu các bác không biết các bác đụng vào nó sẽ gây ra méo tiếng và đặc biệt nó sẽ bị bắt sóng. Đấy thì đó là những cái mà em lưu ý các bác. Thế thôi, các bác cũng đừng có quan tâm đến những vấn đề khác. À, cái nút này các bác cũng đừng bấm luôn, đừng có bấm luôn. À, cái nút này chức năng của nó là gì thì nói luôn, chức năng của nó là cái chuyển kênh. Có nghĩa cái mic 6 số nó sẽ dùng được nhiều tay mic. Chính vì vậy khi chúng ta sẽ bắt cặp với nhau thì ấn nút này nó sẽ chuyển sang cặp khác. Chính vì các bác không biết ấn đây cái là nó mất toàn bộ tần số luôn. Các bác lại phải tìm lại. Đấy, rất là mệt cái việc chúng ta cái nút này không cần đụng tới nha. Không đụng cái này. Đây là âm lượng rồi, chúng ta tính âm lượng thôi. Đấy, thế thôi. Còn giá cả em đã nói rồi. Hàng phải bao đẹp, đẹp lắm. Thực sự rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Giá nếu không tốt kỹ và không được thay khay thì sẽ là 2,3 triệu. Hàng đẹp đã được thay khay, đẹp đẽ hết. Đấy, đẹp đẽ hết. Khay màu nâu á thì sẽ là 2,5 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em. À, vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thời điểm hiện tại là hàng rất là khan hiếm, chính vì vậy em sẽ ưu tiên cho khách lẻ và hoàn toàn sẽ không bán thợ. Sẽ hoàn toàn không bán thợ, nên các bác thợ thông cảm cho em. À, các bác đợi những lô sau. Đấy, em rất cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại ở những clip sau. Tạm biệt ạ.